Vâng, xin chào các bác. Em lên cho các bác nhanh hai con súp nhá. Đấy. Đây là một con súp M370 này. Đây nó có hai phiên bản màu các bác nhá. Phiên bản màu cánh gián này thì là M380. Còn màu xám này là M370. Đấy, về công suất thì tương đương nhau, đều là 120W một loa nhá. Maximum của lên tới là 120W. Đấy. Trở kháng thì là đồng là 6 ohm, cầu thì cầu kẹp như hai con như nhau rồi. Đấy, con này cầu của nó thì thiết kế theo kiểu là cầu tròn, con này cầu vuông, thông hơi y chang nhau. Về kích thước thì con xám này sẽ cao hơn một vài ly các nhá, tan khoảng vài ly, không bằng nhau đâu, không cao hơn đâu. Nói chung về kích thước thì nó tương đương nhau. Đấy, khác nhau chỉ mỗi là về mã này, M380 lên M370. Còn con này thì của nó là cầu kẹp này, cầu tròn, còn cái này cầu vuông, thấy không? Đấy, hai phiên bản màu. Đấy, thì bác nào thích lấy màu nào cũng được nhá, thích lấy màu nào cũng được, hoặc thích lấy em nào cũng được. Đó, về mức giá thì cũng rất rẻ thôi, có 850 một con súp rồi các bạn. Vâng, 850.000 một con. Đấy, công suất là 120W. Thì súp này bác nào đang có âm ly 5.1 đấy, hay là mình có thể mình mua về mình độ thêm một con súp điện hay nhà đó thì alo cho em. Đây là con chấm hơi các bác nhá, chấm hơi đánh sườn, tiếng cực kỳ hay luôn, phê lắm, đánh nghe nó ấm và nghe sướng lắm. Đấy, thì ví dụ như bác làm đang có giá 5.1 rồi thì mà thiếu trầm, hoặc là trầm nó bị hỏng, hay là trầm nó xấu quá thì mua cái này về thay thế luôn. Đấy, còn ví dụ như bác nào mà thích làm trầm điện thì mình có thể lên trên mạng đặt cho em những cái bộ mạch của trầm về mình phối vào đây, nó cũng rẻ. Mà các bác đặt một bộ mạch của trầm thì nói chung là em thấy là nếu mà chế cháo tất cả thành biến thành một con súp điện thì nó chắc tầm vào khoảng 1 triệu. Tức là con súp này hiện tại đang bán là 850.000, cộng thêm nó khoảng là 150.000 tiền mạch nữa. Đấy, các bác lên trên mạng search có thể nó rẻ hơn hoặc có thể nó đắt hơn tí. Đấy, thì mình về mình lắp vào đây thì thành một con trầm điện. Đấy, nói chung chế cháo thì nói vui quá, hàng bãi là nhiều khi là vì cái gì đó nó phải chế cháo một chút thì nó vui, chứ còn ăn sẵn thì nhiều khi nó không vui. Đó, thì về riêng về chất âm thì thực sự các bác là không cần phải nói nhiều nhá, riêng về chất âm không cần phải bàn cái, bởi vì nó quá hay luôn, tiếng nó ấm lắm. Đấy, còn về kích thước thì em đo luôn. Đấy, bây giờ là chỉ quan trọng là có thích hay không thôi, chứ còn hỏi em là chất âm có hay không thì thực sự các bác là quá hay luôn. Riêng cái dòng này đây, kích thước của nó đây, cao là 42, rộng của nó là 20, rộng là 13.5, còn chiều sâu của nó là 30. Hiện tại vì sao em lại gọi cái chiều mặt này là chiều sâu, bởi vì súp này nha các bác nhá, các bác phải để đúng như này nhá, tức là cái mặt của chữ là logo phải để phía trước. Đấy, chứ nhiều bác là kê là súp là cái mặt là về phía trước là không được đâu nha, bởi vì là khi các bác mà nghe theo hệ thống 5.1 mà cái súp này mà các bác đánh thẳng vào cái tâm trọng tâm của mình này thì nó sẽ bị hỏng hết toàn bộ hệ thống 5.1 luôn, các bác nhá. Đấy, nó sẽ làm át hết tất cả cái tiếng kia luôn, cái tiếng mà vệ tinh rồi center và thứ luôn, nó tức là nó phá hỏng hết toàn bộ kết cấu của cái chất âm của bộ dàn ngay. Thế nên là súp này các bác kê là phải đúng như này, nó đánh sang sườn. Đấy, thì khi cái trầm nó phả sang hai bên này, nó phả sang bên này thì mình nghe nó có độ nó hay hơn. Đấy, nó sẽ chuẩn hơn âm thanh 5.1. Nó chứ không phải đơn giản người ta thiết kế như này đâu các bác nhá. Không phải người ta tự dưng thiết kế bên sườn này đâu, nó có lý do của nó đấy các bạn. Nó có lý do. Còn nếu như để đằng trước này thì là chỉ có những con loa kìa, đấy những con loa kìa thì người ta mới để phía trước các bác nhá. Người ta hướng loa phía trước để người ta nghe phần lời. Còn trầm là người ta chỉ nghe gì ạ? Nó sẽ quẩn quanh trong nhà. Đấy, trong không gian của mình. Đấy là trầm. Tại vì sao mà một là trầm đánh sườn, hai là trầm đánh gầm, chứ không mà có chuyện trầm đánh trước mặt đấy nhá. Không ai có trầm trước đánh trước mặt đấy. Có những con này trầm đánh trước mặt nhưng mà nó là trầm hát, các bác nhá, trầm hát thì nó mới cần cái độ gì ạ, độ rung khỏe, độ rung mạnh thì lúc đấy các bác nghe mới sướng. Nhưng mà thường trầm hát thì em cũng ít thấy các bác nào mà kê phía trước lắm, bởi vì nó khó chịu, đánh nó bị tức ngực rồi các bác đúng không? Các bác để ý xem, nếu mà những con trầm hát mà các bác cho cái mặt nó quay thẳng ở phía trước này, đánh nó sẽ bị tức ngực đấy. Thông thường trầm người ta sẽ để là sẽ quay về một bên này, đấy, quay về một bên này, bên ngang hoặc bên trái bên phải này. Đấy, thì nghe nó sướng nhất, không để quay phía sau mà không để phía trước mà để sang ánh sang bên, nghe nó hay nhất. Đấy, cái đấy thì nó cũng tùy theo vào cái không gian từng nhà.
Nhưng mà nó chung quy lại là em thấy là đa số là súp sẽ đánh sang một bên chứ không ai để hướng về trước mặt. Đấy. Rồi. Kích thước em đo rồi, công suất em báo rồi. Đấy, maximum của nó là 120W một 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 con này nhá. Đấy. Bác nào chốt thì alo cho em. Vâng, xin chào các bác.